Dạ em xin chào tất cả quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ và địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Điện thoại cửa hàng qua số là 0858335778 ạ. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì em giới thiệu tất cả quý bà con mình một cái combo chuyên để phun xịt cây ăn trái tầm cao tầm xa ha. Ở những cái vùng mà không có điện mà điện yếu á thì cái đầu Mitsuyama thì cũng không có xa lạ quý bà con mình ạ. Đầu Mitsuyama tên là 799 ACB tia sứ 25 tự động hoàn toàn ha. Phiên bản cải tiến 4 ốc. Thì dòng này em giới thiệu bà con mình khá là nhiều và trên tất cả các kênh của Thành Thịnh đó. Hôm nay em sẽ giới thiệu sơ nó ha. Em sẽ đi vào cái vấn đề chính hôm nay là cái động cơ nổ để kéo cái đầu Mitsuyama 799 bà con. Thì để kéo được cái đầu Mitsuyama tên là 799 tia sứ 25 này thì bắt buộc bà con mình phải sử dụng những cái máy xăng mà cút xéo á, 5,5, 6,5, 7 người gì cũng được hết, bằng động cút xéo là sẽ kéo được thôi. Còn đối với những cái máy xăng á mà cút thẳng á thì bà con mình xài vẫn được nha, chứ không được. Nhưng mà nó kéo rất là nặng mà còn rất là dặn nha. Khi mà vô áp rồi thì bà con mình chỉ cần siết áp thôi thì máy chạy rất là tổn máy nha. Khi mình con mình khóa thì dễ bị tắt máy lắm, nói chung là nó mau hư máy lắm, nó sẽ không có ok. Còn muốn ngon thì chắc chắn là phải xài là cút xéo truyền nhông như thế này nè đó. Ở trước nó có một cái hộp nhông rồi con đó. Hôm nay giới thiệu bà con mình chủ yếu là cái con máy xăng của hãng Mitsuyama, cái dòng Platinum nè, cái dòng này dòng chất lượng nha đó. Khá là ok luôn. Thì bên em có hai dòng Mitsuyama cút xéo, một dòng Platinum phiên bản mới nhất hiện tại và một dòng Mitsuyama cũng 6HB, 650HB luôn mà nó không phải là Platinum nha. Mitsuyama TLB 200RB trừ 2 ha. Cái thiết kế nó khá là đẹp bà con, bình xăng nhám á. Cái này thì nó tránh được cái việc học xăng rất là nhiều bà con. Nó nguyên một combo như thế này. Đây, bình xăng con sử dụng chế của hãng Huji ha. Thì chế này khá là nổi tiếng rồi, cũng giống như là Vin 3 trên cắt cỏ đó. Vô lửa nè, vô e nè. Thiết kế khá là đẹp cái mẫu này. Và đặc biệt cái dòng này nó nổ rất là đã bà con, nó nổ rất là giòn luôn. Nó chụp chừng, dây giật ha. Mình cái máy này rất là chất. Thì một xíu là em sẽ test nổ bà con cùng tham khảo ha. Thì hiện tại cái giá của cái con Mitsuyama này thì trên 3 triệu một xíu rồi con. Đó. Dập nổi trên bình xăng luôn ha. Đây và đóng lốc Mitsuyama con ha, đóng lốc Mitsuyama. Đây lốc nhám nè. Thì bà con thấy nè, cái chất nhôm nó nhìn rất là sáng, rất là tinh xảo nha. Nó không phải giống như cái loại rẻ tiền. Đây là cái phiên bản cao cấp của dòng Platinum nên chất lượng nó khá là ổn. Thì bà con mình muốn lắp đặt những cái bộ như này với alo cho ha. Đầu này 3 triệu thôi mà, thay bộ là khoảng 6 triệu mấy luôn ha. Dạ rồi, thì em sẽ test nổ cho con cùng tham khảo xem cái máy nó chạy nhẹ như thế nào ha, để garanti nó sẽ im như ra sao ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn tất cả bà con rất nhiều ạ. Cửa hàng Thành Thịnh Nông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.